Hi cả nhà, chào cả nhà đến kênh YouTube của Chí Tính Vlog. Hôm nay mình sẽ ăn da heo cả nhà. Da heo mà mình hấp mềm hết trơn cả nhà ơi. Đây nè. Hay mình sẽ ăn có tô cơm. Mình sẽ ăn da heo với tô cơm, cả nhà. Giờ mời cả nhà ăn với mình nha. Mình bóc tay đi. Kiếm cái nhỏ nhỏ nè, mình chấm với chén nước mắm này cả nhà, mắm chua ngọt. Giờ mời cả nhà mình nha. Có lá tía tô với tàu gầm quá thơm. Quá xa đã. Da heo nóng mình để lên trái đậu gầm, nó chín trái đậu gầm luôn, quéo luôn. Xem nào, cái này xem nào, để nó quéo luôn. Này nãy mình thấp mềm lắm mà, quá trời tuyệt. Hàm da heo nó mềm. Quá sao ngon. Cả nhà xem, da nó hầm nó mềm quá tuyệt luôn. Quá như tô thơm. Ăn miếng cơm. Thank you.
sáng mình mua 1,5 kg, 1,7 kg, 8 mấy ngàn. Để ra heo sau để lên 5 trái đậu gầm nó bị chín nha, quéo héo luôn. Lọt chấm không? Quá lọt. Cái nhà xem nè. Dây heo hấp dẫn không? Bữa nào sớm bên kia nó đầm nít rồi, ồn quá. Quá nhiều. Mua con kia giữ mà một đấm luôn.
thì video mình đến đây hết cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Thương mình thì đăng ký kênh, nhấn chuông cho mình một like, để dưới bình luận cả nhà, để xem những cái video tiếp theo nha cả nhà. Chào cả nhà nha.